Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với chương trình Tiêu điểm đầu tư vào thứ ba hàng tuần. Tôi là Phạm Việt Duy đến từ Trung tâm Tư vấn Đầu tư và đây là anh Du, chuyên gia về phân tích kỹ thuật của công ty chứng khoán VN Direct. Và hôm nay chương trình Tiêu điểm đầu tư sẽ nói về cổ phiếu ngân hàng và chúng ta sẽ nói chủ yếu về các vấn đề về rủi ro của nhóm ngân hàng này trong thời gian tới. Đầu tiên đấy chính là rủi ro đến từ việc là cái nợ xấu của Covid. Thì mình cũng đã biết rằng là việc này là Covid năm 2020 đã làm tăng cái tỷ lệ nợ xấu này lên. Tuy nhiên thì theo như là chính sách của nhà nước thì những cái nhóm này sẽ chưa phải trích lập ngay mà sẽ được gia hạn nợ, và cái việc này nó sẽ làm là một cái rủi ro tiềm tàng nợ xấu của nhóm ngân hàng. Và chúng tôi cũng đã đề cập vào cái số lần trước, và hôm nay thì chúng tôi sẽ đề cập những cái rủi ro mới liên quan đến cái nhóm này. Thì cái rủi ro thứ hai là liên quan đến định giá. Thì tôi xin giới thiệu với mọi người hai cái biểu đồ của nhóm ngân hàng ngày hôm nay. Thì đấy là chính là những cái biểu đồ liên quan đến chỉ số định giá của nhóm này, chính là chỉ số P trên B hay là giá trên giá trị sổ sách. Thì cái chỉ số giá trên giá trị sổ sách này nó chính là cái chỉ số giúp cho mình định giá một ngân hàng là nó đắt hay là rẻ. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là ở đây là tôi có một chart bên trái của màn hình ở trên này. Đấy chính là PB của ngân hàng từ quá khứ, từ năm 2018 đến năm 2021. Thì mình có thể nhìn thấy rằng là cái hiện tại là cái P-book của nhóm ngân hàng này đang ở mức là 2 lần. Thì cái P-book này là cái P-book mà đã tăng rất là mạnh từ cái thời điểm là một lúc thời điểm khủng lúc Covid xảy ra cho đến bây giờ, và nó gần chạm với cả cái ngưỡng cao nhất của cái lịch sử, chính là cái đỉnh trước kia là năm 2018. Lúc đấy là P-book là ở mức là 22,7 lần. Và cái P-book này thì nếu mà mình so sánh với cả các ngân hàng ở trong khu vực, ví dụ ở trong biểu đồ bên tay biểu đồ còn lại của tôi, thì chính là có Malaysia, Philippines, Hàn Quốc, Japan và Đài Loan, thì mình đều nhìn thấy là P-book của Việt Nam đều cao hơn nhóm này rất là nhiều. Của các nước khác nó sẽ chỉ ở mức từ 1 cho đến 1,5 lần. Tuy nhiên Việt Nam hiện tại thì đã là 2 lần, thì nó đang cao hơn so với khu vực. Thì để giải thích cho cái việc là vì sao mà P-book của Việt Nam cao, đấy là bởi vì do ROE của các ngân hàng của Việt Nam trung bình hiện tại là đang ở mức là từ 18 cho đến 20%, trong khi các nước khác chỉ 10 đến 12%. ROE thay đổi, ROE của Việt Nam cao so với cả trung bình ngành, so với cả các nước trong khu vực là bởi vì do hai lý do. Lý do thứ nhất đến từ việc là nhóm ngân hàng Việt Nam đang ở trong một cái chu kỳ thời kỳ dân số vàng, có tăng trưởng kinh tế rất là cao so với cả những cái nước mà đã phát triển và qua giai đoạn dân số vàng. Ngoài ra nữa thì là Việt Nam cũng, các nhóm ngân hàng Việt Nam thì hiện tại cũng đang có những cái lợi nhuận rất là mạnh mẽ đến từ việc là những cái hợp đồng tái bảo hiểm. Thì những cái hợp đồng tái bảo hiểm này giúp cho cái lợi nhuận của ngân hàng tăng trưởng rất là mạnh. Ví dụ như bình thường trung bình trong quá khứ thì ROE của ngân hàng từ 16 đến 18%. Thì nay với những hợp đồng tái bảo hiểm thì cái ROE đã lên đến từ 18 cho đến 20. Thì cái việc định giá của cổ phiếu ngân hàng của Việt Nam là đang ở mức cao, phản ánh qua cái việc là tỷ suất sinh lời của nhóm ngân hàng tại Việt Nam cao, nhưng mà cũng tiềm ẩn rủi ro. Tại vì thứ nhất là cái tăng trưởng, cái động lực tăng trưởng của nhóm ngân hàng này, cái tăng trưởng của nhóm ngân hàng và cái ROE này sẽ không thể nào giữ ở cái mức cao này trong thời gian dài hạn, mà nó sẽ phải hạ nhiệt dần. Bởi vì do là, và thứ hai nữa là đến từ một cái rủi ro khác nữa, đến từ việc là năm nay thì đầu năm thì cũng đã có cái thông báo công tin về là cái zoom tăng trưởng tín dụng của nhóm ngân hàng thì hạn mức năm 2021 khá là thấp, mặc dù mọi nhà đầu tư đều kỳ vọng rằng là nhóm ngân hàng sẽ có một sự tăng trưởng mạnh mẽ sau thời kỳ Covid, mà trước đấy thì năm 2020 tín dụng đã tăng trưởng thấp. Thì cái động thái này của tôi đánh giá là nó cũng là một cái mức tiêu cực nhẹ thôi, tại vì do là cái hạn mức này là hạn mức mà mình có thể thay đổi được nếu tùy theo nhu cầu của ngân hàng. Nếu như mà ngân hàng họ có nhu cầu tăng về mức tín dụng cao hơn thì trong năm họ có thể thay đổi cái hạn mức này. Và như tôi đã nói về cái rủi ro về liên quan đến cái định giá, thì mình có thể nhìn thấy ở đây thì đấy là trong năm 2020 và 2021 tăng trưởng EPS trung bình của nhóm ngân hàng, nghĩa là tăng trưởng lợi nhuận của nhóm ngân hàng đã tăng duy trì rất là tốt từ năm 2020, mặc dù bị Covid nhưng mà vẫn là 19%, bởi vì do là đã bỏ các nợ xấu của Covid ra. Và 2021 thì tăng trưởng là 25,23%. Thì năm 2021 này được dự kiến là sẽ tăng trưởng cao nhất. Sau đó thì mình có thể nhìn thấy là những năm 2022 và 2023 là tăng trưởng sẽ thấp lại. Tăng trưởng thấp ở đây là bởi vì do một phần là các
là chưa có những cái thông tin mới về những cái hợp đồng tái bảo hiểm. Và ngoài ra nữa thì là đây là cái mức tăng trưởng mà tôi nghĩ là nó có thể lâu dài được. Còn về mức 25% này thì sẽ khó mà có thể duy trì thường xuyên. Ngoài ra nữa thì chúng ta có nhìn thấy bởi vì do là tăng trưởng lợi nhuận của nhóm ngân hàng trong 3 năm tới nhìn chung là sẽ giảm tốc, thì ROE của nhóm ngân hàng này cũng sẽ giảm. ROE hiện tại đang duy trì ở mức 20,58% trung bình ngành, và cái ROE này cũng rất là khó để có thể duy trì được cao trong tương lai dài. Và chúng tôi nghĩ rằng là từ mức 18% thì sẽ là cái mức hợp lý của nhóm ngân hàng. Và đây là dự phóng của chúng tôi về cái ROE trung bình của nhóm ngân hàng này trong tương lai. Năm 2022 sẽ chỉ còn 19,6 và năm 2023 là 18,8. Thì đây là một số quan điểm tiêu cực của chúng tôi. Ngoài ra nữa thì chúng tôi có một cái phát hiện rất là hay đối với nhóm ngân hàng, đấy chính là chúng ta sẽ nhìn vào cái khối lượng giao dịch trung bình một phiên của cổ phiếu này. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là Vietcombank là đang có khối lượng giao dịch trung bình một phiên là chỉ có khoảng 0,03%, trong khi MBB là cái nhóm có khối lượng giao dịch trung bình một phiên là cao nhất 0,5%. Thì cái này là số lượng của cổ phiếu giao dịch một phiên so với cả tổng số lượng lưu hành ở trên thị trường. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái tỷ lệ này càng cao thì tỷ lệ thuận với cả định giá của cổ phiếu nó càng rẻ đi. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng là MBB với cái mức thanh khoản khối lượng giao dịch là 0,5% thì P/BOK chỉ có khoảng 1,6, trong khi Vietcombank thì là với cái số lượng giao dịch là 0,03% thì P/BOK sẽ là 3,5, và VPBank cũng là một cổ phiếu tương tự như thế, với khối lượng giao dịch là 0,15% thì P/BOK là 1,9. Và cái này nó sẽ dẫn đến những cái thông tin đằng sau của chúng tôi về bốn cổ phiếu. Chúng tôi sử dụng mô hình 4M để nói về nhóm ngân hàng này. Thì 4M ở đây sẽ bao gồm gì? 4M ở đây sẽ bao gồm Meaning, Most, Management và Margin of Safety and Catalyst. Thì cái Meaning ở đây nghĩa là cái Meaning and Macro ở đây chính là cái những cái về triển vọng ngành mà tôi đã nói ở trên. Ngoài ra nữa thì sẽ còn liên quan đến cả cái ý nghĩa của cái cổ phiếu, của cái giá trị gia tăng của cái cổ phiếu đấy mà tạo ra cho xã hội, tạo thêm của cái vật chất. Còn cái Most ở đây thì chính là cái lợi thế cạnh tranh, hay còn gọi là các hào kinh tế theo cách đầu tư của Warren Buffett. Thì ông cũng nói rằng là những cổ phiếu mà có Most càng lớn thì khả năng cạnh tranh của họ càng tốt. Và Management thì là về ban lãnh đạo, còn Margin of Safety thì là nó là về định giá. Và sau đấy là ví dụ như là cổ phiếu hiện tại là đang P/BOK là 1,6 lần chẳng hạn, thì nếu mà cổ phiếu về P/BOK còn 1,4 lần thì nghĩa là chúng ta sẽ có upside hơn 20% ở đấy. Thì cái đấy chính là Margin of Safety, nghĩa là tức là cổ phiếu đang được định giá rẻ hơn so với cái P/Value trung bình bình quân của nó. Ở đây thì chúng tôi muốn nói đến mô hình 4M, thì chúng tôi muốn nói đến cái nhấn mạnh ở đây thì chính là cái điểm tiêu cực của cái Margin of Safety của MBB, thì chính là cái Free Float của MBB là cao nhất ngành. Điều này khiến cho cái định giá của cổ phiếu đang chưa được hấp dẫn so với đang không được cao so với cả trung bình ngành. P/BOK hiện tại là forward cho năm 2021 là 1,32 lần, thì thấp hơn 26% trung bình ngành. Và chúng tôi nhận định rằng là cái P/BOK trung bình của một cổ phiếu của nhóm ngân hàng duy trì ổn sẽ ở mức mà gọi là lành mạnh, sẽ ở mức dao động khoảng từ 1,4 đến 1,5 lần, bởi vì do là như chúng ta đã thấy thì P/BOK của các nhóm ngân hàng nước ngoài cũng sẽ từ 1 đến 1,5 lần, trong khi nhóm Việt Nam thì đang có cái ROE cao hơn so với cả khu vực, cho nên là chắc chắn là sẽ được cái P/BOK cao. Ngoài ra nữa thì là nếu mà trong trường hợp thị trường thuận lợi thì P/BOK của nhóm ngân hàng hoàn toàn có thể lên từ 1,8 cho đến 2 lần. Thì nếu mà chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy là MBB là một cổ phiếu vẫn còn rất là nhiều upside, khi mà cái P/BOK của họ chỉ có 1,32 lần là thấp khoảng 26% so với trung bình ngành. Trung bình ngành là khoảng 1,5 đến 1,6 lần. Ngoài ra nữa thì chúng tôi có cổ phiếu Techcombank. Thì cổ phiếu Techcombank ở đây thì chúng tôi đã nói những lần trước thì họ có cái khả năng cạnh tranh và có các chỉ số tài chính rất là đẹp. Ví dụ như là chỉ số CASA là cao nhất hệ thống. Ngoài ra thì CASA cao dẫn tới là cái chi phí huy động vốn sẽ thấp. Ngoài ra nữa thì là chất lượng tài sản của họ rất là tốt, nợ xấu chỉ khoảng 0,5% là thuộc top đầu và toàn ngành thấp. Ngoài ra nữa thì là cái NIM của họ cũng rất là cao. Thì chính vì như thế cho nên là thành ra chúng ta sẽ thấy là P/BOK của Techcombank hiện tại mới chỉ 1,52 lần. Thì cái P/BOK này là khá là P/BOK forward cho 2021 ạ, là 1,52 lần. Thì cái P/BOK này là cái P/BOK cho thấy là định giá nó tương đối là hấp dẫn so với cả một cổ phiếu mà đang tốt nhất trong ngành. Ngoài ra nữa thì còn có cổ phiếu VPBank. Thì cổ phiếu VPBank, câu chuyện
về cổ phiếu này sẽ liên quan nhiều đến việc là VP Bank có thoái được vốn FE Credit hay không. Thì ở đây chúng tôi có một số cái tính toán. Đấy là cái FE Credit này, nếu mà họ không thoái thì book value là khoảng 27.500 đồng một cổ phiếu, và sau khi thoái thì sẽ là khoảng 30.000 đồng một cổ phiếu. Và vậy thì nếu như mà vậy thì hiện tại giá của cổ phiếu đang ở vùng từ 44 cho đến 45.000, thì P/book tương đương với cả việc thoái FE sẽ là 1,5 lần cho năm 2021. Và chúng tôi sẽ nhận thấy rằng là cái tiềm năng tăng giá của VP Bank liên quan đến việc là thoái vốn FE Credit là đã được thị trường phản ánh một phần nào, và upside thì sẽ còn khoảng từ 1,5, nghĩa là tăng từ 1,5 lần đến 1,7 lần. Và cuối cùng chính là cổ phiếu CTG. Thì cổ phiếu CTG hiện tại đang được nhà đầu tư rất là quan tâm, và hiện tại và chúng tôi đang tính cổ phiếu CTG thì P/book của họ là khoảng 1,45 lần, thì đang là tương đối thấp, nghĩa là chỉ cao. Trong khi đấy thì cái free float của CTG cũng không quá cao so với cả thấp hơn so với cả MB Bank. Ngoài ra nữa thì có một điểm tích cực khác liên quan đến việc chuyển giao ban lãnh đạo của CTG, khi mà chủ tịch của CTG là ông Lê Đức Thọ thì sau nhiều năm làm việc và cống hiến đã sắp có những cái thông tin mới thay đổi về nhân sự, và cho nên là những cái điều này nó có thể là những cái điểm tích cực khác cho cổ phiếu. Và đấy là quan điểm của chúng tôi về bốn cổ phiếu ngân hàng ngày hôm nay. Ngoài ra thì là những cái điểm tiêu cực mà chúng ta cần phải chú ý khi giao dịch nhóm cổ phiếu ngân hàng này. Tiếp theo mời anh Du sẽ phân tích phần kỹ thuật về nhóm cổ phiếu ngân hàng ngày hôm nay. Xin chào quý vị nhà đầu tư, chúng ta sẽ cùng đến với phần phân tích kỹ thuật những cái cổ phiếu ngân hàng dưới góc độ phân tích kỹ thuật. Du sẽ giúp mọi người đánh giá nhanh về một số cổ phiếu ngành ngân hàng. Trước hết chúng ta xem trường hợp của Vietcombank, đúng không ạ? Là cổ phiếu đầu ngành, là cổ phiếu luôn được đánh giá coi là đắt nhất ngành, bởi vì Vietcombank vừa là vị thế đầu ngành, vừa là vị thế vốn hóa lớn nhất ngành, và thứ ba là cổ phiếu nằm trong các rổ chỉ số. Nên ngoài cái hoạt động mua bán của các cái tổ chức đầu tư thì còn có những cái tổ chức ETF liên quan đến chỉ số, nên cái việc định giá thì thường nó sẽ hơi cao hơn so với định giá thực tế một chút. Thì nếu chúng ta nhìn Vietcombank trong khoảng hơn một tháng trở lại đây, nếu mà tính từ đầu tháng 1, hai tháng trở lại đây, thì cổ phiếu này cái diễn biến nó đang yếu dần, tức là các cái đỉnh sau dần thấp hơn đỉnh trước, bởi vì chúng ta thấy là cái áp lực bán của khối ngoại trong khoảng hơn một tháng trở lại đây rất là mạnh, và Vietcombank thì vẫn là một trong những cái tâm điểm về nước ngoài bán. Nếu chúng ta nhìn cái xu hướng trung hạn của cổ phiếu thì nó vẫn là một xu hướng tích cực thôi, bởi vì các cái đỉnh của các năm sau nó vẫn là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao dần lên, chưa thiết lập một cái xu hướng mà khiến đỉnh sau thấp hơn và đáy sau thấp hơn, thì nó cũng chưa có rủi ro trung hạn cả. Nhưng mà rõ ràng trong ngắn hạn thì Vietcombank đang khá là yếu nếu mà so với mặt bằng thị trường chung, khi mà index đang ở vùng 11 hơn 8x điểm, và nhiều cổ phiếu ngân hàng thì đang có sự hồi phục trở lại thì Vietcombank vẫn khá là yếu ớt. Giả định trong trường hợp Vietcombank tiếp tục điều chỉnh thì chúng tôi cho rằng Vietcombank đang có một cái hỗ trợ tích cực ở vùng 86 điểm, tương ứng với lại vùng điểm của ngày 29 tháng 1 vừa qua khi mà thị trường giảm sâu về vùng 1.000 điểm. Cộng với đó cái mức Fibonacci 50% của cổ phiếu này ở mức 82.000 đồng cổ phiếu. Thì trong trường hợp mà cổ phiếu này điều chỉnh mà chúng ta đánh giá là cổ phiếu này chỉ là một nhịp điều chỉnh ngắn hạn để set up cho một cái xu hướng tăng sau này, thì cái vùng hỗ trợ mà chúng ta đáng quan tâm đấy là vùng 85 đến 82. Tuy nhiên nếu mà nhìn trong ngắn hạn thì cái xác suất để cổ phiếu này vượt cái vùng đỉnh đã thiết lập đầu tháng 1 theo quan điểm của Du là cũng không cao lắm. Tại vì cái xung lực của phiếu này hiện tại nó rất là yếu và nó không có những cái đợt hồi phục nó đủ mạnh. Nhưng rõ ràng cái thanh khoản của Vietcombank thì rất là thấp. Nên nếu mà có những cái thông tin liên quan các cái quỹ đầu tư ETF người ta vào thị trường và người ta cần mua mạnh cổ phiếu này thì nó sẽ có những cái cơ hội mới để mà vượt đỉnh. Còn nhìn trong góc độ ngắn hạn thì có lẽ cổ phiếu này sẽ thiên về hướng điều chỉnh và tích lũy quanh vùng Fibonacci 50% đến Fibonacci 38.2%. Thì rõ ràng khi mà Vietcombank trong cái xu hướng điều chỉnh thì nó sẽ có những cái tác động hơi tiêu cực đến mặt bằng chung của cổ phiếu ngành ngân hàng. Bởi vì các ngân hàng khác sẽ nhìn theo cái mặt bằng định giá của Vietcombank để đi lên. Ngoài ra thì trong các cái video gần đây chúng tôi có nói đến cái kịch bản của thị trường trong tháng 4 và tháng 5 thì nó sẽ khá là rủi ro, bởi vì những cái rủi ro tiềm ẩn về khả năng điều chỉnh nó thường xảy ra trong tháng 4, tháng 5. Nó sẽ có một số năm mà thị trường tăng được tốt trong tháng 4, ví dụ năm 2020 khi mà dịch Covid đã khiến thị trường giảm sâu trong tháng 2, tháng 3. Còn lại những năm trước tôi thấy là tháng 4 và tháng 5 thường là cái vùng trũng của thị trường.
Thì Vietcombank, nếu mà Vietcombank điều chỉnh thì nó sẽ có những cái tác động vừa đến điểm số mà vừa đến cái định giá chung của ngành, bởi vì nó mang tính dẫn dắt ngành. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn những cái cổ phiếu khác ngành ngân hàng thì rõ ràng cái góc nhìn nó sẽ tích cực hơn. Ví dụ trường hợp của công thương, hiện tại cổ phiếu này vẫn duy trì ở cái đỉnh cao hơn đỉnh của 2020 và 2019, thậm chí cái đỉnh ngắn hạn mà mới thiết lập cách đây một tuần thì nó cũng có thể dễ dàng vượt qua thôi, tại vì nó cũng chỉ ở mức 41,7 nghìn đồng cổ phiếu. Cái định giá của công thương có lẽ sẽ được thay đổi tương đối nhiều trong các báo cáo phân tích của các công ty chứng khoán sau khi ngân hàng này công bố báo cáo tài chính quý 1, tại vì nó có một cái khoản lợi nhuận khá là đột biến và nó đem lại những cái kỳ vọng của công thương. Về cái vị thế của công thương so với Vietcombank trước đây nó cách xa nhau quá nhiều, thì người ta kỳ vọng một cái sự thu hẹp về khoảng cách giá giữa công thương và Vietcombank, thì đấy là một cái động lực lớn cho công thương. Còn trong ngắn hạn thì cái xác suất vượt đỉnh thì vẫn còn, nhưng theo cá nhân chúng tôi thì cái khả năng vượt đỉnh thì đi xa nó chưa thực sự là rõ ràng đâu, bởi vì cái lượng cung được bán ra trong những cái phiên mà công thương điều chỉnh trong đợt vừa qua rõ ràng là nó lớn hơn rất nhiều so với những cái đợt mà điều chỉnh trước, đúng không ạ? Chúng ta nhìn cái lượng cung bị bán ra rất là lớn so với các đợt điều chỉnh trước. Ví dụ như ta thấy cái đợt điều chỉnh của tháng 1, cái lượng cung bình thường xoay quanh khoảng 9-10 triệu một phiên thôi. Trong các phiên gần đây khi công thương bị bán thì cái lượng thanh khoản nó lên đến 15-18 triệu một phiên. Nó hàm ý rằng cái lượng cung được thoát ra từ một số cái khách hàng lớn của tổ chức. Rõ ràng ta thấy là nước ngoài đang bán dòng công thương, nhưng mặc dù cái lượng cung nó đã thấp đi thì với cái thanh khoản như hiện tại thì để vượt đỉnh thì công thương cũng mất tương đối nhiều lực để vượt đỉnh và tăng mạnh. Nó khó diễn ra những đợt tăng mạnh như chúng ta thấy trong tháng 1 vừa qua. Quan điểm của cá nhân Du thì nghĩ là những cổ phiếu ngành ngân hàng hiện tại, ví dụ như công thương hay như Techcombank, thì có lẽ cái định giá trong ngắn hạn thì nó cũng tương đối phe rồi, nó không có nhiều động lực để tăng giá, các cái cú tăng giá mạnh mà nó thiên về hướng tích lũy để sau này tăng tiếp, hoặc là nó sẽ có một nhịp điều chỉnh để nó hấp dẫn hơn trong cái con mắt của nhà đầu tư và nhà đầu cơ thôi. Hiện tại cái định giá khi nó cái biên độ chiết định nó còn khoảng 10-15% nữa thì nó cũng không thực sự quá tiềm năng để dòng tiền người ta phải mạo hiểm. Nhất là cái bối cảnh thị trường hiện tại đang trong vùng sideways 1150-1200, trong biên độ nó khá là hẹp. Tại vì cái cách chiết định nó sẽ rất là phức tạp khi mà chúng ta mua khi cổ phiếu nó đẹp và một vài ngày sau cổ phiếu nó chạm những cái cản khiến thị trường điều chỉnh thì chúng ta lại phải cắt lỗ. Cái biên độ nó quá hẹp thì thường dân chiết định người ta sẽ chờ đợi những cái cú breakout nó lớn hơn. Thì với Techcombank thì có lẽ cái xác suất vượt đỉnh nó cũng còn, nhưng mà nó không cao lắm. Cá nhân Du nghĩ là nó không cao, và nếu có vượt đỉnh thì nó cũng không đem lại một cái lợi suất gì đấy nó đặc biệt, tại vì thực ra là cổ phiếu này cũng có đầy đủ các nhịp tăng tính từ tháng 3 đến nay, rất nhiều nhịp tăng rồi, và cái định giá hiện tại nó cũng không còn quá hấp dẫn nữa. Nhưng mà rõ ràng công thương hay Techcombank thì nó cũng khá hấp dẫn khi mà nhìn đến câu chuyện thay đổi vị thế ngành ngân hàng với so với Vietcombank. Thì rất có thể trong ngành người sẽ nghĩ là khi Vietcombank bị đi xuống thì công thương hay Techcombank vị thế có thể đi lên nhờ những cái hoạt động của Techcombank và công thương đang dần chiếm lĩnh thị phần, chẳng hạn như cái tỷ lệ CASA chẳng hạn. Nhưng khi mà các cổ phiếu ngành ngân hàng nó không biến động cùng nhau thì nó cũng khó để tạo thành các cái làn sóng tăng mạnh. Trường hợp thứ tư nữa, chúng ta đánh giá về VPBank. Thì do trong bốn cổ phiếu này thì VPBank là cái xác suất vượt đỉnh vẫn là cao nhất. Chúng ta thấy là cái đợt điều chỉnh vừa qua, trong một tuần vừa qua khi thị trường có những đợt điều chỉnh mạnh thì cái khối lượng bán ra của VPBank rất là thấp, mặc dù cổ phiếu nó đem lại cái mức lợi suất rất lớn cho những ai mà mua trong thời điểm tháng 1 vừa qua. Với một cổ phiếu tăng mạnh mà khối lượng lớn nhưng khi điều chỉnh khối lượng nhỏ, nó cho thấy rằng những người mua và nắm giữ người ta vẫn có niềm tin rất là lớn. Vậy rất ít người bán ra tại vì người ta vẫn còn một cái kỳ vọng là bán FE Credit. Tuy nhiên quan điểm của Du thì cái việc bán FE Credit thì nó có thể xảy ra vào quý 3 nếu mà thuận lợi, đúng không ạ? Thì rõ ràng thông tin quý 2 khi mà thị trường hay ngành ngân hàng chung có những cái điều kiện bất lợi thì nó sẽ có những đợt điều chỉnh theo ngành ngân hàng hoặc thị trường, thì lúc đấy có thể là cái cơ hội với VPBank. Còn ở vùng giá hiện tại, vùng giá 44-45 thì cái việc vượt đỉnh cũng không khó lắm, chỉ cần một phiên. Nhưng mà để tăng mạnh và vươn lên những mức giá mà chúng ta có những khoản lợi nhuận 20-30% như đợt tháng 1 mà Du nhận định thì nó rất khó xảy ra. Giả sử như ở vùng này mà lên đến vùng 50, chúng ta chỉ có một cái kỳ vọng 10%, trong đấy những cái rủi ro thì nó cũng có thể tương xứng hoặc nó có thể cao hơn. Thì quan điểm thì nên chờ đợi. Còn những cổ phiếu như ACB hay MB, mặc dù nó là những cổ phiếu mà định giá thấp hơn mặt bằng chung của ngành ngân hàng, nhưng mà theo quan điểm Du thì những cổ phiếu này trong 2 năm trở lại đây nó thường đi theo những cổ phiếu dẫn dắt, nó không có tính chủ động. Tức là khi nào công thương hay VP hay tech nhảy một bậc bằng giá mới
thì MB với ACB chợt nhận ra là mình rẻ và người ta đầu tư vào và nó chạy theo thôi. Nó không phải những cổ phiếu có tính chủ động lắm trong trading. Và cái định giá của MB thì nhiều năm nay nó vẫn là rẻ rồi. Tức là MB ACB thì nhiều năm nay thì nó luôn là định giá rẻ. Và nó có thể rẻ như thế thêm 1-2 năm nữa, tại vì cái ngân hàng MB thì nó vẫn mang tính của quân đội, đâm ra là nó sẽ có những cái thông tin mà có những cái cổ đông lớn người ta có thể định giá nó không thực sự cao như ngành ngân hàng tư nhân chẳng hạn. Thì đấy là cái quan điểm của Du. Còn một vài trường hợp cổ phiếu tăng mạnh trong vài phiên gần đây, ví dụ như chúng ta thấy của SHB trong 3 phiên vừa qua, hay là trường hợp của STB. STB thì vượt đỉnh khá là đẹp rồi. Và trường hợp thứ hai của STB là cổ phiếu ngày hôm nay bắt đầu tăng, thì rõ ràng những cổ phiếu này nó mang tính câu chuyện riêng của từng cổ phiếu. Chúng ta thấy cái cách giao dịch, cách vào lệnh và cái thanh khoản của cổ phiếu nó rất lớn, nó có thể bao hàm những câu chuyện ở phía sau mà chưa được công bố. Khi mà chúng ta nhìn cái cách tăng của những cổ phiếu này mà nó không liên quan nhiều đến các cổ phiếu trong cùng một ngành, tức là cái sự tăng nó không cùng chiều với nhau và nó không thực sự cộng hưởng, thì rõ ràng đây là những cái câu chuyện riêng. Với trường hợp của STB thì rõ ràng rằng cái đỉnh mà gần nhất của cổ phiếu này vẫn nằm ở đỉnh của tháng 1, tức là cổ phiếu này so những cổ phiếu như Techcombank, VP Công Thương nó bị chạy sau mất một đoạn, nó bị lag mất một đoạn. Còn những cổ phiếu kia đã vượt đỉnh và đi tương đối xa và hoàn thành cái bước tăng giá của nó rồi. Thì STB đang chạy sau và giả sử như vượt qua cái mức đỉnh 21.7 thì cái triển vọng mở ra với STB có thể hướng về những cái vùng đỉnh cũ mà cổ phiếu đã thiết lập năm 2007-2008. Đấy là 26 và 29.000 đồng cổ phiếu. Nhưng mà rõ ràng chúng ta phải đợi cổ phiếu này vượt lại cái đỉnh cũ của tháng 1 vừa qua. Tại vì khi nó còn nằm dưới đỉnh thì vẫn có rủi ro hai đỉnh. Cái khối lượng giao dịch của STB hôm nay đạt cái khối lượng giao dịch kỷ lục khi mà chưa kết thúc phiên ADC đã đạt đến gần 100 triệu cổ phiếu. Đây là một cái kỷ lục về thanh khoản trên thị trường với giá trị hơn 2.000 tỷ đồng. Thì rõ thì có thể là có những câu chuyện như sau, nhưng mà cá nhân Du thì khi mà nhìn mặt bằng chung các cổ phiếu ngành ngân hàng với cái quan điểm cái triển vọng nó không còn nhiều và những cái câu chuyện riêng rẽ như STB, SHB mình không thực sự nắm bắt được thì cá nhân Du cũng không tham gia những cổ phiếu ngành ngân hàng và chờ đợi những cái đợt điều chỉnh ở trong tháng 4 hoặc tháng 5 khi mà thị trường chung điều chỉnh và những cái biên an toàn nó được nới rộng ra, mình có nhiều cái kỳ vọng hơn để mình mua vào. Còn ở thời điểm hiện tại thì những cái kỳ vọng nó rất là nhỏ, 10-15%, nó không thực sự quá hấp dẫn với những cái rủi ro mà thị trường có thể thay đổi bất cứ lúc nào khi mà những thông tin gần đây liên quan đến lãi suất ngân hàng hay là khối ngoại bán ròng hay cái sự diễn biến bấp bênh của thị trường chứng khoán quốc tế nó làm cho cái việc trading thực sự là khó khăn so với những lần chúng ta trading trong cái giai đoạn tháng 10, tháng 11 hay là tháng 1 vừa qua. Xin hết. Vâng, vậy thì tôi sẽ tổng kết lại quan điểm của của phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Thì về quan điểm của phân tích kỹ thuật thì chúng ta nhận thấy rằng là những cổ phiếu ngân hàng hiện tại vẫn còn upside nhưng mà không còn nhiều nữa, chỉ khoảng từ 10-15%. Cái này cũng đồng quan điểm với cả bên phân tích cơ bản của chúng tôi, đấy là PE book hiện tại của nhóm ngân hàng cũng đã là 1,5 lần và PE book fair của họ sẽ là khoảng sẽ chỉ ở xung quanh cái mức này hoặc là có thể là nó sẽ cao hơn là 1,7-1,8 để phản ánh cho cái tiềm năng tăng cho cái book value của cả năm. Và hiện tại mới là tháng 3 của cái hiện tại mới là tháng 3 của năm 2021 và giá thì đã phản ánh hết cái phần tiềm năng của năm 2021 này. Chúng ta còn 9 tháng nữa để chờ đợi cho đến năm 2022 trước khi có một cái dự phóng mới về book value của các ngân hàng trong năm 2022. Chính vì thế cho nên là thành ra chúng tôi nhận ra rằng là cổ phiếu nhóm ngân hàng hiện tại mặc dù nếu mà nắm giữ về dài hạn thì vẫn còn rất tiềm năng và sẽ luôn luôn là cổ phiếu xứng đáng để nắm giữ trong danh mục của quý vị. Nhưng nếu mà để giao dịch trading thì hiện tại đang không còn đủ cái mức biên lợi nhuận hấp dẫn để chúng ta có thể tham khảo. Vâng, tôi xin hết.